qua, tại thành phố Cần Thơ, Thẩm mỹ viện Xuân Trường đã khai trương cơ sở làm đẹp thứ 6 trong hệ thống của mình với mong muốn giúp cho mọi người có thêm được một địa chỉ để chăm sóc sắc đẹp. Đến với buổi khai trương có sự góp mặt của các vị khách mời là những doanh nhân cũng như những khách hàng thân thiết của thẩm mỹ viện. Trong không khí vui tươi và đầy hứng khởi của buổi lễ khai trương, những khách mời đã được thưởng thức những tiết mục vô cùng sôi động đến từ các vũ công, ca sĩ. Cùng với đó, khách mời còn được trải nghiệm những dịch vụ tại thẩm mỹ viện cùng những tư vấn của các nhân viên chăm sóc. Cần Thơ là một cái nơi mà nó giống như là kinh đô của miền Tây, một cái nơi tụ hội và nó được gọi là Tây Đô mà. Thành ra là được mở một cái chi nhánh ở đây là một cái niềm tự hào thực sự của bác sĩ. Để giữ một cái vẻ đẹp toàn diện thì cái chuyện cái tinh thần nó chiếm quan trọng. Thẩm mỹ viện chỉ là một cái phần hỗ trợ để giúp cho các anh chị có tinh thần tốt hơn, để có cái vẻ đẹp bề ngoài, để mình bớt đi cái lo lắng trên những cái mà nó đã thay đổi theo thời gian hoặc là những cái khiếm khuyết mà khi sinh ra đã có. Cái điều mà làm nên thành công sâu sắc ở trong đó là niềm vui của khách hàng. Niềm vui của khách hàng, những cái món quà nhỏ của khách hàng làm cho mình có cái niềm vui để mình làm cái đam mê nó cháy bỏng lên, để mà mình đọc sách nhiều hơn, mình đi nhiều hơn, mình chăm sóc khách nhiều hơn. Với cơ sở mới này, bác sĩ Xuân Trường hy vọng sẽ giúp cho tất cả mọi người có được một vẻ đẹp hoàn hảo như mình mong.